Chào các bạn các anh em. Hôm nay em sẽ tiếp tục là cập nhật một số mặt hàng bình xăng con để xe bên em. Bên em là bán bình xăng nguyên zin chưa phục hồi. Khi anh em mình mua hàng thì anh em mình cho địa chỉ, số điện thoại tên người nhận hàng, em sẽ gửi hàng tới nhà. Khi hàng tới nhà thì anh em mình tháo ra kiểm tra đúng mặt hàng anh em mình mua, rồi anh em mình thanh toán tiền cho shipper. Bên em không bao ship, mỗi đơn phí ship là 30.000. Cho nên khi anh em mình mua thì anh em mình phải suy nghĩ cho kỹ. Khi anh em mua lần đầu mà anh em mình không nhận hàng thì mấy lần sau anh em mình kiếm chỗ khác anh em mình mua, không bán cho anh em mình nữa. Khi bán sẽ kèm theo giấy hành cho anh em là 1 tháng đã giấy hành như vậy. Đầu tiên thì như thường lệ em sẽ giới thiệu những bình xăng ở trong thao trước, tại những bình xăng nào lâu nó mới về 1 lần, không về thường. Ở ngoài thì nó về thường cho nên em sẽ giới thiệu sau. Đầu tiên em sẽ giới thiệu là bình quay alpha. Quay alpha này là quay alpha lốc trắng dòng 2 bóng. Thì anh em mình gấp cho lốc đen, ZX thì ok, bình này ngoại hình còn khá đẹp. Bình này đang bán cho anh em mình là 700.000, bình này là còn quả green, quả ra tuyệt đẹp. Bình thì còn rất đẹp ha, ngoại hình thì anh em mình nhìn thấy rất đẹp luôn. Kế tiếp là em sẽ giới thiệu bình 50cc đi. Bình 50cc em sẽ có là 2 bình. Đây 50cc dòng này là của cúp 81, 82, 84 là đều xài chung được hết. Bình đầu tiên nên ra tay em là bình này là bình cúp 81. 81 thì nó sẽ là dòng 2 dồi xăng. Bình này thì em bán cho anh em mình là để em tháo quả ga xem coi. Tại những bình em bán là em nhìn theo ngoại hình và quả ga ha. Nếu quả ga đẹp thì em bán giá sẽ hơi cao. Còn quả ga không đẹp thì em sẽ bán nó hơi thấp. Đây quả ga. Bình này thì quả ga nó hơi đẹp. Bình này quả ga đẹp thì em bán cho anh em mình là 1.200.000 nè. Để đi. Rồi bình này thì bình 82, 84. Bình này thì quả ga nó hơi liếm tí xíu nhưng mà garanti vẫn ngon. Bình này bán cho anh em mình là 1.000.000. Kế tiếp là bình 70cc đi. 70cc thì em vẫn có là 2 bình. Đầu tiên là bình bình cổ vuông. Bình này là đang bán cho anh em mình là còn quả ga rin. Là đang bán cho anh em mình là 1.000.000. Rồi tới bình này là cũng là bình là quả ga rin thì cũng đang bán cho anh em mình là 1.000.000 luôn. Những bình này thì bao anh em lên xe garanti thì thầm. Kế tiếp là bình 90. 90cc thì em sẽ có là 2 bình. Bình đầu tiên thì mỗi bình là 600.000, bình này em đã thay quả ga code 1. Kế tiếp là bình đầu rim thái. Đầu rim thái thì em sẽ có là hai mã, mã là mã đời đầu và mã đời kế. Mã đời đầu là 88B, dòng ngoài đầu nó sẽ là tay tròn. Tay tròn thì nó sẽ là phá xăng bự. Đây, phá xăng bự là những dòng đời đầu. Thì tới dòng đời kế thì cổ vuông nó sẽ 88L. Dòng này thì nó sẽ là phá xăng nhỏ, cho nên em mình phải phân biệt được dòng nào phá xăng nào ha. Đó. Mỗi bình là như bình này em thay quả ga code 1 nè, bình ngoại hình còn rất đẹp, bán cho anh em mình là 500.000. Còn dòng đời đầu thì cũng thay quả ga code 1, bán cho anh em mình là 600.000. Kế tiếp là hai bình 110. Bình 110 thì em sẽ có bình là phu chờ 1 và bình quay thái 110. Hai dòng này thì bình nào quả ga cũng còn rất đẹp luôn. Nhưng bình phu chờ 1 là nằm bên đây, nó sẽ không có đồng. Ngoại hình thì anh em mình hai so sánh hai bên thì bình phu 1 rất đẹp luôn. Cho nên bình phu chờ 1 là bán cho anh em mình là 1.200.000. Còn bình quay thái thì sẽ bán cho anh em mình là 1.000.000. Rồi kế tiếp là tới những dòng 100cc. Rồi kế tiếp là tới dòng 100cc. Thì em giới thiệu dòng 100cc xong tới dòng 110 và tới 125 là hết video. Đầu tiên thì những dòng 100cc nè, là anh em mình như bình quay RS Thái 100 nè, Super Rim nè, quay S, quay A và RS X. Những dòng này anh em mình lắp cho hầu hết tất cả các đời xe 100cc, miễn là 100 là đều lắp được hết. Mà các đời xe Trung Quốc mà anh em mình chạy cho tiết kiệm xăng mà chạy ra cho nó ngon á, thì anh em mình đều lắp được hết. Thì tùy túi tiền của anh em mình, có tiền nhiều thì mình mua bình cao, giá cao chút xíu, còn không ấy thì mình mua bình nó vừa tiền mình xài. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu bình RS Thái trước. Bình RS Thái thì đặc điểm nó anh em mình rất là dễ biết, nó là dòng 100cc thì trên đây nó sẽ có một cái ống đồng, còn như RS thường nó sẽ không có ống này đó, anh em mình nhận biết ha. Bình này là bán cho anh em mình là 600.000 một bình. Khi em bán ra là nó đều đầy đủ hết ha, nó sẽ đầy đủ như vậy nè. Đó, phá xăng đầy đủ hết, tại vì em tháo ra để em để ở đây cho nó rộng. Như có này vô nó dướng bằng nó chặt lắm. Kế tiếp là bình Super Rim. Super Rim này là Super Rim đời cao. Đó, Super Rim đời cao.
Những dòng này thì anh em mình lắp rất dễ cắt đời xe luôn. Bình này là bán cho anh em mình là 550.000, mà lựa bình đẹp là 600.000. Bình super rim cao chạy rất ngọt. Anh em lắp cho rim Thái, super là đầu, quen pha, lốc đen, lốc trắng đều ok. Thì tất cả các đời xe 100cc này là đều gắn được hết. Kế tiếp là những dòng này nè, nó nằm trên nhiều đời xe lắm, cho nên em sẽ giới thiệu sơ qua anh em mình có loại xe nào thì cái việc mua là lắp được hết, tại nó đều là xài chung. Bình này là bình quay. Quay này là quay 100, nó sẽ nằm trên là quay A, thì nhiều anh em kêu quay alpha một bóng. Nằm trên quay xương cá, quay S và quay RS, nó sẽ xài chung một loại này. Bình này như bình đẹp ở dây là bán cho anh em mình là 450.000 bình. Bình mà nó không có đẹp hung đó, như bình này không đẹp hung thì bán cho anh em mình là 400.000 bình. Kế tiếp là bình quay RS, quay RS là còn một bình. Bình này là bán cho anh em mình 500.000. Rồi quay A đời cao, quay A đời cao là đây, bán cho anh em mình là 530.000. Dòng C thì em sẽ có là C rút đời thấp, C rút đời cao, Jupiter V, C rút V và Tao rút. C rút đời thấp là bình này là bán cho anh em mình là 500.000. Rút đời cao, đây đời cao cộng đồng nè, là bình này bán cho anh em là 600.000. Jupiter V, bình này đã bán cho anh em mình là 500.000. Và C rút V là cũng dùng chung. Tao rút nó sẽ có cần gạt 700.000. Tới dòng 110cc, 110cc thì em sẽ có là bình quay S nè, quay RS và quay RS, đời thấp và đời cao, nó sẽ xài chung một loại này. Loại này là đời thấp ha, nó xài chung một loại nhưng đời cao nó sẽ có đồng bên, đây là đời thấp. Em bán là 500.000 bình. Rồi đời cao thì nó cũng y vậy luôn. Nhưng mà bên hông nó sẽ có cái đồng, thấy không? Nhưng mà đều lắp chung được hết, không có vấn đề gì hết. Là 550.000 bình. Bình đẹp ha. Rồi quay A110 nó sẽ nằm trên xe Black 110. Kéo E là kéo E liền. Bình này đang bán cho anh em mình là 600.000 bình. 125 thì em sẽ có là bình phu chờ neo, phu chờ ít, phu chờ 2, phu chờ mập. Phu chờ neo với phu chờ ít nó sẽ xài chung loại này. Nó sẽ phá xăng, nó không có phá xăng. Bình này thì em sẽ bán theo nhiều giá, 800, 900 triệu, 1 triệu, 2 triệu. Anh em mua bình nào, nói giá bình nào em sẽ lựa đúng ngay mình đó cho anh em mình. Cao tiền thì bình nó sẽ đẹp, trái ra đẹp. Cho nên tiền nào của nấy, anh em mình khỏi lo. Kế tiếp là bình phu chờ 2. Phu chờ 2 nó cũng như phu chờ neo nhưng mà nó sẽ có phá xăng bên. Đó, phá xăng đây nè. Em đã tháo rồi, tại vì những đây là em không khi nào gắn vô hết để nó chổi. Phu chờ 2 thì em bán cho anh em mình có một bình duy nhất, bình này bán cho anh em mình 1 triệu. Phu chờ mập. Bình này bán cho anh em mình là 900.000. Củ đề. Em sẽ có củ đề của quen pha lốc đen 600.000. Quay rỡ Thái có tem nè, rỡ Thái sẽ có tem, nó sẽ dùng chung với rim Thái luôn là 700.000. Quay S110 là 300.000. Còn bình tay ga thì em rất nhiều đây nè, mua được cái dự kiện alo em. Dòng này thì nó anh em mua phải đặt trước 1-2 ngày em mới ở không lên test cho anh em. Kế tiếp là sạc Honda, nó sẽ là cái đầu đen. Sạc này là bán cho anh em mình là 100.000. Yamaha quay S110 xài chung loại này là cũng 100.000. IC đời rim Thái 270. IC RS Thái 250. IC quay alpha 200, super rim 250. Cổ hút các đời xe là rim, dòng này là rim rã xe 100.000 cổ. Đời rim Thái là 150. Phuộc tải em sẽ có là phuộc 500kg và 700kg. 700kg là bán cho anh em mình 580.000. 500kg là 480.000. Dòng này thì một cặp này nó tới 4kg, cặp này 4kg mấy thì phí ship nó tầm 50.000. Còn 700kg còn vài cặp nữa hết. Ngoài những bình xăng đó thì em sẽ có một số bình xăng mới. Dòng này là em đặt gia công để cho anh em mình ráp ráp cho những dòng xe nương rẫy ruộng mà độ bền nó có. Đầu tiên là 100cc, em sẽ có là Ken Hinra Bang. Đây cái nha ban dòng này thì bán cho anh em mình là 400.000. Dòng này anh em mình lắp cho cúp 70.
90, quay rim 100 cc là đều ok hết, dòng này chạy rất bền, bán rất nhiều rồi. Và bình viên, viên thì lắp ra được 67 luôn. Đây. Bình này bán cho anh em 500.000. Bình 110 sẽ có là bình khu trợ 1. Bình này anh em mình lắp cho anh em mình muốn lên cho những dòng 100 trở mạnh á thì mua về lắp luôn, không có thay thế gì hết. Bình này thì chạy rất là ngon, rất là ổn, nhiều người anh em đã rất là khen. Bình này bán cho anh em 500. Rồi bình quay ớt 110, dòng này nó sẽ nằm trên quay ớt, quay rờ ớt và quay rờ ớt ít. Bình này đang bán cho anh em mình là 500.000 luôn. Anh em mình các dòng xe 100 cc mà muốn độ lên bình này thì anh em mình có gì alo em, độ lên chạy rất là mạnh luôn. Rồi video cho em đến đây kết thúc, anh em xem thì có gì cho em một like và đăng ký kênh để khi ra video mới là em nhận thông báo cho xem liền. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em video sau.